Cuộc thi hầu như duy nhất trên cả nước về tìm kiếm diễn viên điện ảnh mang tên Gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng 2017 đã chính thức khởi động và đang bắt đầu quá trình tuyển sinh từ nay đến hết ngày 20 tháng 6 để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại vòng bán kết vào tháng 11 và đêm chung kết diễn ra vào tháng 12 năm 2017. Giải thưởng dành cho người chiến thắng chung cuộc là 150 triệu đồng. Thành viên trong ban giám khảo của cuộc thi năm nay cũng là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật như nhà giáo nhân dân Hà Quang Phan, đạo diễn Phương Điền, đạo diễn chính trực Á Khôi áo dài Lệ Quyên. Chất lượng thí sinh hãy còn là một ẩn số vì tất cả mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, sau nhiều năm tổ chức cuộc thi gương mặt sân khấu điện ảnh triển vọng đã phát hiện ra những diễn viên quen thuộc như Khương Ngọc, Minh Luân, Hồ Quang Tuấn, Thanh Duy, Phi Ngọc Ánh.